ra ngoài biển đi câu cá, trời rất là đẹp luôn. Hy vọng tối nay có vài con cá nha. Nghe nói ngoài này tối nay có mực đang đi tàu câu cá, kéo tàu ra đi câu cá coi có bắt được mực gì không. Ghê không? Để bơm xăng ở đây luôn cái này, cái mặt chưa? Đổ xăng là có đổ đổ. Chung cảm với cả nhà. Thấy ổn nha, tại mấy anh em đi câu cá chơi nè. Mực tươi luôn nha các bạn cả nhà nha, vừa thổi vừa ăn luôn nha, câu ngoài biển luôn, vừa câu lên là bỏ ăn luôn. Trưởng tàu cười cái trưởng tàu. Video tới đây là kết thúc nha. Hẹn gặp các bạn lại những các video khác nha. Bye bye.